Nóc nhà tài sắc vẹn toàn của sao Việt, học vấn, sự nghiệp đều có đủ, không chỉ có tài trong các hoạt động nghệ thuật, nhiều sao nam V-Beat còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi có bà xã tài sắc vẹn toàn. Đầu tiên là Minh Hà, vợ ca sĩ Lý Hải. Minh Hà đang giữ vai trò giám đốc sản xuất của công ty Lý Hải Production, giúp chồng quản lý tất tần tật công việc trong showbiz, đồng thời quản lý tất cả chi tiêu cho công ty. Trước đó, Minh Hà từng tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Luật Hà Nội, nắm trong tay bằng thạc sĩ ngành luật thương mại tại Đại học Leicester của nước Anh. Anh Thơ, vợ MC Bình Minh. Anh Thơ được biết đến là người phụ nữ đa tài và hiểu biết rộng. Chị từng đảm nhiệm vị trí giám đốc tiền sành và giám đốc phát triển chiến lược tại hai khách sạn lớn nhất nhì khu vực Sài Gòn. Đến nay, bà xã Bình Minh vẫn hoạt động trong những dự án của Liên minh châu Âu ở lĩnh vực khách sạn và du lịch. Trước đó, anh Thơ đã có thời gian đi du học tại Anh, Mỹ và giữ vai trò giảng viên tại Đại học Văn Lang. Hương Baby, vợ ca sĩ Tuấn Hưng, ở độ tuổi ngoài 30, vợ của Tuấn Hưng đã là chủ của chuỗi cửa hàng ăn uống, làm đẹp và có cả thương hiệu mỹ phẩm riêng. Hiện tại, Hương Baby đang sở hữu gần 40 cơ sở phục vụ sữa chua trân châu trên cả nước chỉ sau 4 tháng thành lập và phát triển. Có thể thấy hầu hết nửa kia của sao nam V-Beat đều là những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, vừa chăm chút việc nhà, vừa lo cho công việc, sự nghiệp riêng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!